Chào mừng các bạn đến với tiết học trực tuyến môn tin học ngày hôm nay. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt hai chủ đề là chủ đề 7 quản lý máy tính và chủ đề 8 các ứng dụng có sẵn của Windows. Chúng ta sẽ đi vào chủ đề đầu tiên, quản lý máy tính. Hoạt động tìm hiểu kiến thức, chúng ta sẽ đi tìm hiểu màn hình nền desktop được hiển thị như thế nào. Thì màn hình nền được hiển thị khi hệ điều hành khởi động xong. Và màn hình nền là nơi có biểu tượng hoặc các đường tắt shortcut dẫn đến các tệp tin, thư mục và các ứng dụng. Chúng ta sẽ quan sát giao diện desktop của hệ điều hành Win 7 và hệ điều hành Windows 10. Đầu tiên số 1, nút lệnh Start và nút lệnh Start của Win 10 chính là menu Start. Đây, menu Start của Win 7 và đây chính là menu Start của Win 10. Mục số 2 là thanh tác vụ Start Bar. Đây chính là thanh tác vụ Start Bar của Win 7 và đây chính là Start Bar của Win 10. Mục số 3 chính là khai hệ thống chứa đồng hồ và lịch stream tray. Mục số 4 chính là hình nền wallpaper. Và mục số 5 chính là các biểu tượng icon và các đường tắt shortcut. Đây, ví dụ như Windows 7 là có biểu tượng của thùng rác đúng không? Đây chính là biểu tượng của Windows 10, có các shortcut này. Chúng ta đi tìm hiểu tiếp tục phần bảng điều khiển Control Panel. Đầu tiên chúng ta có 8 mục cần tìm hiểu. Mục đầu tiên, Steam and Security, chính là các thiết lập liên quan đến hệ thống máy tính và bảo vệ an toàn cho máy tính. Mục số 2 chính là Network and Internet, chính là quản lý hệ thống kết nối mạng và Internet. Mục số 3 chính là Hardware and Sound, chính là quản lý thiết bị phần cứng và âm thanh. Mục số 4 chính là phần quản lý, phần cài đặt các chương trình là Program. Phần số 5, View Account and Family Profile. Đây chính là quản lý các tài khoản sử dụng máy tính và thiết lập quyền sử dụng. Phần số 6, Privacy and Personal Relations, chính là thiết lập ảnh nền và màu sắc của giao diện, độ phân giải màn hình. Số 7 chính là Cloud Language and Region, chính là thiết lập nhập dữ liệu và ngôn ngữ mà máy tính đang sử dụng. Và cuối cùng là Eaccess, chính là cho phép Windows thiết lập giao diện một cách tốt nhất. Hiển thị bảng điều khiển mình sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là Category. Đây chính là kiểu hiển thị của Category. Và kiểu hiển thị thứ hai là Regular Icon hay Small Icon, tức là hiển thị bảng điều khiển lớn hay nhỏ, đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với phần cách xem một số thông tin của máy tính. Thì để xem một số thông tin của máy tính, chúng ta có hai cách. Cách một là chúng ta nhấp chuột phải vào Computer, chọn Property. Cách số 2 là chúng ta sẽ vào Control Panel, chọn Stream and Security, chọn Stream. Bây giờ mình sẽ đến phần câu hỏi ôn luyện. Câu 1, em hãy cho biết bước đầu tiên để thay đổi màn hình nền của desktop là gì? A. Mở ứng dụng Microsoft Word. B. Nhấp chuột phải vào nút Start. C. Kết nối vào mạng Internet. Và D. Nhấp chuột phải vào màn hình desktop. Chúng ta sẽ có 5 giây suy nghĩ. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Thank you.
mừng các bạn có đáp án D là nhấp chuột phải vào màn hình desktop. Chúng ta sẽ đến với câu 2. Trong các tùy chọn personalization, cái gì trên màn hình desktop có thể bị thay đổi? A. Kích thước chữ Word size trên trang web. B. Đường tắt shortcut. C. Kiểu dữ liệu trong tài liệu. Xin lỗi, kiểu chữ trong tài liệu. D. Nền của màn hình desktop chính là desktop background. Các bạn cũng có 5 giây suy nghĩ. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Chúc mừng các bạn cũng có đáp án D là màn hình nền desktop. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu chủ đề tiếp theo là chủ đề 8, các ứng dụng có sẵn của Windows. Ở hoạt động 1 tìm hiểu kiến thức, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các ứng dụng quen thuộc. Đầu tiên là máy tính con. Để mở máy tính con, chúng ta sẽ vào nút Start, chọn All Program, chọn Accessory, chọn Security. Đây chính là Security. Đây chính là hình của máy tính của mình nè. Tiếp theo, ứng dụng công cụ xem phim, nghe nhạc Windows Media Player. Chúng ta sẽ mở nó bằng cách là vào nút Start, chọn All Program, chọn Windows Media Player. Và đây chính là giao diện của ứng dụng nghe nhạc và xem phim. Công cụ số 3 của mình chính là công cụ sắp xếp đĩa cứng Device Manager. Cách mở nó sẽ vào nút Start, chọn All Program, chọn Accessory, chọn Device Manager. Đây chính là giao diện của công cụ sắp xếp đĩa cứng. Công cụ tiếp theo của mình chính là công cụ Shipping Tool. Đây chính là công cụ chụp một phần màn hình. Để mở công cụ Shipping Tool, chúng ta cũng vào nút Start, chọn All Program, chọn Accessory và chọn Shipping Tool. Đây chính là giao diện của Shipping Tool. Chúng ta đến với hoạt động thực hành. Các bạn hãy quan sát các chức năng của Windows Media và lần lượt cho cô giáo biết các công dụng của nó. À, cái này mình thường xem phim hoạt hình và nghe nhạc mình hay mở lắm này. Rồi, nút lệnh đầu tiên, nút này là gì nhỉ? Nút này chính là stop, ngừng. Tức là nó đang phát video hoặc phát bài hát, mình nhấn vào nút này mình sẽ gì? Ngừng. Tức là nó ngừng ạ. Nút số 2 của mình sẽ là nút gì? Nghe hoặc xem, play. Nút số 3 có hình biểu tượng chiếc loa này là gì nhỉ? Tắt hay mở âm thanh, mute. Và nút số 4 chính là nút tăng giảm âm thanh, volume. Chúng ta sẽ đến phần một số công cụ hữu ích khác. Đầu tiên là công cụ ghi âm, record. Để bật ghi âm, chúng ta cũng vào Start, chọn All Program, chọn Accessory và chọn Sound Recorder. Đây chính là biểu tượng của công cụ ghi âm. Số 2 là mở ghi chú dán Sticky Note. Để mở nó, chúng ta cũng lần lượt vào nút Start, chọn All Program, chọn Accessory và mở công cụ ghi chú Sticky Note. Tức là chúng ta muốn ghi chú cái điều gì đó vào đây để chúng ta nốt nó lại, đúng không? Phần tiếp theo của mình là phóng to màn hình Magnify. Để mở nó, chúng ta cũng lần lượt vào trong Accessory và chọn Gear of Access, chọn Magnify. Và mình chọn chế độ này,
chế độ chuẩn của mình là 100% đúng không? Mình muốn phóng to màn hình thì mình sẽ nhấn dấu cộng nó tăng lên, và mình muốn thu nhỏ thì mình sẽ nhấn dấu trừ. Và nếu máy tính của mình á, một số phím trong bàn phím của mình á, bị hư, thì mình làm sao để mình gõ được hay nhập được các phím? Thì mình sẽ sử dụng bàn phím ảo trên màn hình, nó tên là One Screen Keyboard. Để mở nó, chúng ta sẽ vào Accessory và chọn Ease of Access và chọn chọn On Screen Keyboard. Đây là cái bàn phím ảo, và nó cũng đầy đủ các phím và các chức năng giống như bàn phím của mình đúng không nào? Nếu bàn phím của nhà bạn nào mà bị hư một cái phím nào đó thì mình có thể sử dụng bàn phím ảo để thay thế nha. Dọn dẹp máy tính, Dash Clean Up. Để mở nó thì chúng ta cũng vào Accessory, chọn Steam Tool, chọn Dash Clean Up, tức là dọn dẹp bớt các gì, các tẹp rác hay các gì thu rác ở trong máy đúng không? Tức là những cái thứ không cần thiết mình sẽ dọn dẹp nó bớt đi để cho nhẹ máy. Và hai chủ đề này cũng kết thúc cho buổi học ngày hôm nay. Và bài tập ngày hôm nay là các bạn hãy lần lượt thay màn hình nền của máy tính hiện giờ của mình thành một màn hình nền khác nha. Và mở cho cô lần lượt các công cụ như là máy tính con này, công cụ chụp một phần màn hình shipping tool này. Và các bạn hãy bật Windows Media và chọn mở một bài nhạc hoặc một bộ phim hoạt hình bất kỳ có sẵn trong máy của mình nha. Chúc các bạn sẽ hoàn thành bài tập thật tốt và có nhiều sức khỏe. Tạm biệt các bạn.